Chào mừng các bạn quay lại đến với Weebin Spectator. Về tiếng này thì mình sẽ làm lại thuộc tính Chao Úp sự hỗn loạn. Thay đổi máy bay chiến đấu. Mình tính là bây giờ. Chỉ thích hợp về cái loài... về sát thương nguyên tố thôi. Bắt đầu chương 13, mới được cực khó. Pause the missile. Pose the limb. Tăng cường sức mạnh hỏa lực. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Rotate in short sphere. Hộ thuật. Warning, warning. Nâng cao bao kích. Sóng xung kích băng giá. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Tăng cường sức mạnh hỏa lực. Warning, warning. Rotate in burning sphere. Rotate
sóng xung kích lửa cháy. Tăng cường sức mạnh sát thương. Rotating Erosion Sphere. Warning! Warning! Liên kết xoáy mòm. Nâng cao bạo kích. Liên kết địa dập. Dấu chơi tình rèn. Warning! Warning! Shichaki Retro Raiden. Tăng cường máu tối đa. Rosa in Frozen Sphere. Warning! Warning! Boss cuối cùng! Oh,
Triệu hồi tên lửa kích hoạt. Hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn trận tại đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những video tiếp theo. Tạm biệt.